Cơ quan Y tế Bắc Kinh cho biết, trong ngày hôm qua, thành phố phát hiện thêm 3.245 ca nhiễm mới, trong đó có 586 ca cộng đồng và 2.009 ca không triệu chứng. Hơn 1.000 khu vực ở Bắc Kinh hiện bị đưa vào diện nguy hiểm cao do có nhiều ca nhiễm mới trong những ngày gần đây. Mặc dù các biện pháp kiểm soát dịch ở Bắc Kinh được đánh giá là ít nghiêm ngặt hơn so với nhiều khu vực khác, nhưng cuộc sống bình thường ở thành phố này cũng bị ảnh hưởng. Hàng trăm cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, công viên, rạp chiếu phim phải đóng cửa, trong khi nhiều tòa nhà văn phòng, khu nhà dân cư đã bị phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Tại nhiều nơi, người dân được yêu cầu làm việc tại nhà hoặc hạn chế đến nơi làm việc cũng như ra ngoài nếu không thực sự có việc cần thiết. Nhiều khu chung cư cấm toàn bộ khách bên ngoài và người giao hàng ra vào và cư dân phải lấy đồ ở ngoài cổng. Học sinh ở nhiều trường tại Bắc Kinh đã phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Những biện pháp này dẫn đến tình cảnh vắng lặng tại Bắc Kinh. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn cuối cùng vẫn áp dụng chính sách không khoan nhượng với COVID-19 và thực hiện phong tỏa bất ngờ, làm xét nghiệm rộng khắp, cách ly, trong khi phần còn lại của thế giới đã điều chỉnh để sống chung với COVID-19. Vẫn chưa rõ khi nào Trung Quốc sẽ từ bỏ chính sách chống dịch ngặt nghèo mà nước này hiện đang thực hiện. Tiến Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.